Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng ô tô Thái Nguyên. Video clip ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị và các bác một mẫu xe mà số tự động, nồi đồng của đá, tiết kiệm nhiên liệu. Một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2012. Đối với cái mẫu xe phong cũ số tự động này thì cũng khá lâu rồi em mới mua được một con xe mà nó đẹp như này. Vì là cửa hàng thì bán những mẫu xe mà bảo hành, thế nên là thường số tự động xe đẹp tuyển từ 14 trở lên nó sẽ dễ hơn. Thì cũng khá là lâu mới tìm được một con với tầm khuôn tiền mà loanh quanh 300, có lẽ gọi là 302, 303 triệu cả hồ sơ cho các bác, màn hình rồi là cam hành trình đủ hết, gây ra xịn. Cửa số vẫn là bao da zin từ nhà sản xuất, kể cả từ vành vô lăng nó cũng chưa may lại các bác nhá, nếu mà may lại thì cũng không tính là xe đẹp nữa. Màn hình Android này, toàn bộ táp ly cột kéo đẹp như này, táp ly nó vẫn là nỉ zin hết, cánh cửa zin, rồi là keo chỉ cột kéo từ kính zin hết các bác nhá. Táp ly cửa sau này. Đặc biệt là nếu để nói về số tự động thì đây là mẫu xe mà rất bền. Đấy, nồi đồng của đá, tiết kiệm nhiên liệu, mà một dòng xe quốc dân ấy, kể cả là những số sàn đi chăng nữa thì cũng là lựa sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe cũ. Bản lề này, mặc bệ lên xuống các bác nhìn nó đẹp như này không. Đấy, toàn bộ táp ly cửa sau này, keo chỉ cột kèo và toàn bộ từ cua lốp các bác nhá, từ cua lốp này, đấy, keo chỉ cua lốp này zin hết cho đến gầm bệ, gầm cho bác xem phần gầm, toàn bộ gầm đấy, rồi từ la răng, từ áp phanh em sẽ quay cho các bác, kể cả từ phần khoang máy nhá, đèn đóm, đèn hậu vẫn là đèn zin đổ chót luôn. Đấy, quay khoang máy và quay phần cúp cho các bác. Đây, toàn bộ phần cúp này. Đấy, đây là toàn bộ phần cúp. Ốc cabo này, có nhiều ốc cabo zin này. Đấy, ốc cabo zin, keo chỉ zin hết cả xe nhá. Không mất một phần keo chỉ nào, kể cả từ những cái lòng máng này, phía trong này luôn. Đấy, cho đến kể cả hai bên này. Đấy, trong này. Đó, cho đến phần gầm. Đấy, tôn gầm nó đẹp như này cơ mà. Đấy, toàn bộ tôn gầm này. Đấy, cả hai bên nhá. Cho đến những cái thành, cái vách này. Đấy, và toàn bộ sâu trong bản lề này. Đấy, sâu trong phía bản lề, toàn bộ keo chỉ, cột kèo zin hết. Đây, từ phần gầm phía sau này, trắng như này cơ mà. Đấy, gầm nó đẹp và nó trắng, kể cả từ bô này. Xe nhà em dọn rất kỹ nhá, dọn từ gầm bệ, khoang máy và nội thất cho các bác. Có hồ sơ cầm tay luôn. Con này thì khám đến 2025 ngập. Toàn bộ máy đây, máy zin đét, tổng thành máy zin đét luôn, tất cả những con ốc này. Xe đẹp như này cơ mà, khoang máy mặt trong này. Đấy, phía trong này. Đấy, zin đét luôn đây. Máy zin các bác nhá, máy zin đét luôn phía trong, ốc phía trong này. Đấy. Rồi toàn bộ khung xương răng đầu này, mặt bích này. Đây, toàn bộ mặt bích, khung xương răng đầu, tai và toàn bộ chỉ cabo. Đấy, chỉ cabo này cho phần tai nhé. Số tự động với tầm nguồn tiền mà 300 để các bác mua Vios thì thời điểm này mua được 12, 13 là hợp lý. Vì 14 form mới trở lên thì nó sẽ dao động khuôn khoảng 350 thì mới có xe đẹp được. Các bác có thể mua bất kỳ cửa hàng nào thì cũng phải nằm ở khuôn giá đấy. Toàn bộ từ má ghế nó như này mà. Đấy, từ má ghế này, từ bản lề cột kèo xin hết, vành vô lăng đây các bác nhá. Cho qua xem cái táp ly này, xem những cái nút bấm chỉnh gương này, rồi là những vành vô lăng này. Đấy, chỉ gọi là trượt chạm một chút qua theo thời gian thôi, chứ phím còi rất đẹp. Và toàn bộ vành vô lăng nó vẫn còn chưa may lại. Đấy, vành vô lăng chưa may lại. Đây, từ củ số này. Đó. Cùng với toàn bộ da ghế nhé, các bác nhìn da ghế zin này, nó đẹp như này không? Từ phanh tay, từ bệ tì tay này, từ trần nhé, trần này, toàn bộ trần nỉ zin. Đấy, toàn bộ trần nỉ zin này. Đó. Đấy, tất cả thì những cái tấm che nắng này, thì những cái mép trần nó đẹp như này cơ mà. Đấy, táp ly này. Vậy thì với cái khuôn tiền mà loanh quanh 300 số tự động thì cũng có một vài sự lựa chọn tầm hơn 300. Thì hiện tại như có con Zio 2015 ở cửa hàng thì khuôn tiền khoảng 325. Cái tầm chính xác là tầm 300 quay về thì có xe này là hợp lý, cũng như là bền bỉ, tiết kiệm và nồi đồng của đá, các bác chạy nó sẽ bền theo thời gian và đồ đạc, chi phí bảo trì bảo dưỡng nó cũng thấp. Nếu các bác có nhu cầu, các bác liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại nhé, em sẽ tư vấn cho các bác hoàn toàn miễn phí. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video và chúc anh chị và các bác một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.